Chào các bạn đã đến với kênh Cá Thời Gian. Hôm nay mình sẽ làm tay heo ngâm giấm nha các bạn. Ở phần này mình có hai cái tay heo, một chai giấm và ít tỏi, ớt, ít sả, ít gừng. Ở trên bếp đây bạn mình có bắt sẵn một cái nồi nước sẵn nha các bạn. Hiện tại bây giờ ở ngoài trời của mình đang rất là mưa, tại vì nó mưa giông hơi lớn nên mình nói không biết là ở trong các bạn nghe có rõ hay không nữa. Ở đây phần này bây giờ mình sẽ có tay heo mình mua về hai cái, mình sẽ rửa muối qua rượu. Thứ nhất các bạn sẽ rửa muối trước, thứ hai các bạn sẽ xả vào nước lạnh và rửa qua rượu một lần. Là bắt đầu các bạn xả lại nước lạnh nữa là nó sẽ sạch và không nghe mùi tanh nha các bạn. Hôm nay hai tép xả này của mình sẽ dùng và đập hai tép xả ra. Mình dùng cây đập nha các bạn, mình sẽ cho mấy cái này một tí. Đây, mình dùng cái cây đập, mình sẽ đập xả này ra thôi. Và gừng, ở đây có một củ gừng mình cũng sẽ đập nó ra, các bạn sẽ đập cho nó nát ra. Cái phần luộc mình không cần gọt sạch nha các bạn. Đó, các bạn sẽ đập củ gừng như vậy nè. Xin lỗi cái máy mình hơi xa nha. Đó. Các bạn sẽ đập như vậy. Hiện tại là trời nó đang mưa nên mình nói rất tiếng chắc nó hơi nhỏ đó nghe các bạn. Đây mình sẽ cắt đôi cái củ sả ra và dùng sả với gừng này thả hết vào nồi nước. Mình sẽ dùng và thả hết vào nồi nước. Cái phần nồi nước luộc mình sẽ cho vào đó là một muỗng muối để cho thứ nhất có muối nó đậm cái vị lại các bạn. Và ở đây có hai cái tay heo mình sẽ bỏ vô trong cái nồi để luộc các bạn. Đây mình sẽ cho máy lên cái nồi của mình một tí xíu nha. Mình sẽ cho hai cái tay heo vào nồi nước mình luộc. Trước khi các bạn luộc hai cái tay heo, mình sẽ đi chuẩn bị một thau đá lạnh nha các bạn. Và sạch một thau đá lạnh, bây giờ mình đợi cho nó sôi. Mình sẽ đi chuẩn bị một thau đá lạnh và sẽ lột hết những cái củ tỏi này ra. Và ớt mình sẽ bẻ cuốn nó đi nha các bạn. Đó, thành phần đây mình sẽ làm mắm giấm đường trước rồi mình hẳn lột sau. Phần giấm đường ở đây các bạn làm hai cái tay heo thì mình sẽ dùng cái giá múc canh này nha các bạn. Các bạn nhìn nè, cái giá múc canh này nó sẽ gồm ba lớn. Mình sẽ cho vào đây là một giá đường nha các bạn, là tương tương với lại hai muỗng đường. Các bạn sẽ cho vào đây là cái muỗng như vậy nè các bạn, sẽ cho vào đây là một muỗng bột ngọt. Giấm, cái dây giấm này là giấm công nghiệp các bạn, nhà mình không có giấm nuôi nha. Mình sẽ cho vào đây là một giá giấm, một giá giấm nha các bạn, tương tương với hai muỗng giấm. Nước mắm thì chúng ta nhà mình dùng chinh su mà nhãn vàng, mình sẽ dùng vào đây là hai giá nước mắm nha các bạn. Nếu các bạn muốn đậm vị hơn, mình sẽ cho vào đây một cốc tư muối. Xin lỗi các bạn, hôm nay trời đang mưa nha. Một cốc tư muối vào đó. Các bạn sẽ dùng vào đó là khoảng một chén nước lạnh nước. Mình sẽ dùng một chén nước lạnh nước nha các bạn nha. Và mình sẽ quậy đều nó lên như vậy. Đó các bạn thấy không? Cái màu giấm đường của mình nó rất là ngon vậy. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp và nấu sôi nó. Thứ nhất các bạn nấu sôi, các bạn có thể nêm nếm lại vị chua, vị ngọt, vị mặn. Nó đậm vị chưa nghe các bạn? Nếu mà đậm vị rồi thì thôi, còn nếu không đậm vị tùy theo các bạn, mình có thể cho. Nếu mà không ngọt chúng ta sẽ cho thêm tí đường, không chua chúng ta sẽ cho thêm tí giấm. Bây giờ mình sẽ bắt lên và nấu giấm đường nha các bạn. Hiện tại mình sẽ bắt vào bếp bên kia nên cái máy mình vẫn nó hơi xa nên không quay tới nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ngửa lên dài và sẽ bắt cái nồi giấm đường mình lên trên và mình sẽ bật ga lên. Bật ga lên và mình sẽ nấu đều nữa nha các bạn, quậy đều và để cho nó sôi. Và mình sẽ cái thời gian các bạn để cho nó sôi, mình sẽ quay qua sơ chế tỏi ớt của mình nha các bạn nha. Mình đây bạn, mình sẽ quay đều nó lên nha các bạn, quậy đều lên và sẽ để cho nó sôi. Cái ngoài trời đông mưa, mưa thì ít nhưng mà giông nó rất là nhiều các bạn, nghe nó hơi ồn tiếng đó. Đó mình sẽ quậy đều nó lên và sẽ đợi cho nó sôi nha các bạn. Sẽ đợi cho nó sôi. Thứ nhất cái giấm đường mình nấu là phải sôi, đây còn một ít bột ngọt nè bạn, ít đường, một ít bột ngọt, mình sẽ quậy cho nó đều lên.
và thịt sôi lên xong mình sẽ đưa ra ngoài và chát ra cái tô để cho nó nguội nha các bạn. Các bạn sẽ để giấm đường thiệt là nguội nha. Cái thời gian giấm đường nó sôi mình sẽ đi làm một cái đá lạnh nha. Các bạn giấm đường nó đã sôi như vậy nè bạn. Đó các bạn thấy không? Đó. Nhất mà sẽ để ra lớn và nó sẽ sôi như vậy. Bây giờ mình sẽ hạ ra xuống thì nó sôi như vậy. Đó, bây giờ mình sẽ tắt ra nó đi nha các bạn. Đó, mình sẽ tắt ra nó. Và các bạn sẽ đổ ra một cái tô để cho nguội. Trong khoảng cỡ 20 phút cho nó nguội. Các bạn nào muốn cho nhanh nguội mình sẽ đặt một thau nước ở dưới và sẽ đổ cái tô vô trong là nó sẽ nhanh nguội các bạn. Giờ mình sẽ đổ ra tùy theo các bạn. Các bạn sẽ nếm lại được vừa hay mặn hay ngọt tùy mình nha. Dế ra đây và để một chập cho nó nguội nha các bạn. Một chập cho nó nguội xong rồi mình sẽ khoảng tầm khoảng 20 phút các bạn, nó để cho nó nguội rồi ở đây mình luộc tay heo mình nữa là vừa nha các bạn nha. Cái nồi tay heo mình đây. Đó, giờ nó sôi được một lúc mình sẽ trở cái tay heo mình đi. Đó. Mình sẽ trở nó qua. Và các bạn sẽ cho nó sôi cái phần này nè, mấy con heo nó cạp nhau á các bạn nên nó bị hơi này nè. Bây giờ mình sẽ để cho nó sôi thiệt sôi và nó sẽ mềm cái tay heo này các bạn. Cái sả và cái gừng nó sẽ làm khử cái mùi tanh của các bạn và mùi hôi. Thứ nhất mình đã rửa qua muối, thứ hai mình đã rửa lại rượu rồi các bạn. Xong rồi mình cho vô luộc các bạn nha. Bây giờ phần này mình sẽ chuẩn bị một con đá lạnh sát bên cạnh nha các bạn. Đây thau đá lạnh của mình đây các bạn, mình để sát với lại cái giấm đường của mình nè. Bây giờ mình sẽ đợi nó sôi và nó chín một hồi mình sẽ vớt vào thau đá lạnh. Hiện tại giờ mình sẽ đi sơ chế tỏi nha các bạn. Nghe mình đã sôi một lúc rồi, đã chín rồi các bạn, mình sẽ tắt ra. Lỗi các bạn, bây giờ hiện tại là ở ngoài trời nó đang rất là mưa lớn nên chắc là các bạn nghe không rõ. Mình sẽ vớt nó ra và thả thẳng vào thau đá lạnh nha các bạn. Các bạn hãy vớt nó ra. Đây mình sẽ quay lại thau đá lạnh của mình đây. Mình sẽ ngâm thẳng xuống thau đá lạnh khoảng cỡ 20 phút sau nha các bạn nha. 20 phút sau rồi mình sẽ phải sắc nó nha. Sẽ vớt nó ra và thái nó mỏng nha các bạn. Ở ngoài trời nó mưa nó ồn các bạn ơi. Đó, bây giờ được khoảng 20 phút rồi mình sẽ vớt nó ra như vậy. Và thái tùy theo các bạn thái nha. Nhưng mà mình thấy là phải thái mỏng. Cái chùm chỗ này tại vì nó sát cái tay á, mình mua mà cắt sát quá thì người ta không chịu các bạn. Phần ở trong tay mình sẽ làm sạch sẽ và rửa cho nó sạch nha bạn. Bạn sẽ sắc như này, bạn sẽ sắc mỏng nó ra nha. Nó tầm khoảng cỡ mỏng như vậy là được rồi bạn. Ở đây nha, còn không thích mình sẽ trở cái miếng lại và sẽ để dọc nó sắc nha. Vậy vậy nó không có cơm nữa bạn. Và sẽ sắc dọc nó như vậy. Đây bạn, không cần phải mỏng lắm á, chỉ có mỏng vừa thôi nha. Đó, bạn ha, bây giờ mình sẽ thái nó ra như vậy hết. Nếu các bạn thích ngắn thì mình sẽ trở lại như vậy. Sắc nó đi. Còn nếu các bạn thích dày thì sắc như mình nói hồi nãy á, rồi sẽ dùng nó và thái hết nó ra. Mình đã thái hết ra như vậy nè bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào đây. Đây. Bây giờ mình sẽ đi xả hết cái thau đá lạnh này ra nha các bạn. Mình sẽ thả hết ra và sẽ vớt ráo và đem lại nha. Rửa sạch rồi bạn. Và vớt cái ráo lên rồi. Bạn sẽ cho vào đây là một muỗng muối nè. Một muỗng muối nha các bạn. Nếu bạn này dùng bó tay cũng được, mà không dùng bó tay cũng được, mình sẽ bóp đều nó nha. Đây, các bạn sẽ bóp đều nó. À, sẽ bỏ muối vô và bóp thiệt đều như vậy. Các bạn bóp muối á là để cho nó không còn chất mỡ, chất dầu mà nó bám lên phần trên đó bạn. Như lúc mình sắc ra bỏ nó rất là dầu mỡ nó bám lên phía trên đó. Mình sẽ dùng cái muối mình sẽ bóp với cái tay heo của mình. Các bạn sẽ bóp vô nhiều lần như vậy.
Các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp luôn. Cái này nước nó ra rất là nhiều nè. Ra cái nước này là nước mỡ đó các bạn. Giờ mình sẽ bóp nó. Bây giờ mình sẽ đi rửa và xả sạch nước nha các bạn. Ráo nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nhìn nó rất là ngon. Cái giấm đường của mình đó, nó cũng đã nguội rồi. Các bạn nên nhớ phải để thiệt nguội. À, đây là ớt của mình nè bạn. Ớt và củ tỏi. Cái củ tỏi nào bự á, thì mình sẽ chẻ nó ra nha. Tại nó hơi bự á. Chẻ ra. Còn nếu các bạn nào không thích thì sẽ để nguyên củ cũng được. Nhưng mình thấy sẽ chẻ ra sẽ ấy hơn đó các bạn. Cho nó mau thấm á. Hiện tại giờ trời nó cũng đã bớt mưa một số rồi đó bạn. Đây, mình sẽ cho hết ớt cái tỏi của mình vô đây. Còn cái phần nước giấm đường của mình đây nè, mình sẽ đổ hết vô. Và mình sẽ trộn đều nó lên. Cái này làm trong một ngày Tết rồi các bạn làm để ăn nó cũng ngon đó các bạn. Hiện tại các bạn làm xong, các bạn sẽ bỏ vô trong cái keo. Mình sẽ để ngoài trong vòng cỡ 2 tiếng đồng hồ. Thì mình sẽ đem vào tủ lạnh để nha các bạn. Giờ mình sẽ lấy cái keo bỏ vô. Keo của mình đây, mình sẽ bỏ vô. Hồi nãy các bạn để trong keo các bạn đổ giấm đường vô cũng được. Nhưng mình sẽ để qua đây sẽ bóc vô nha các bạn. Đó, bóc vô từ từ. Các bạn sẽ bóc hết cái này và đổ hết cái nước giấm vô. Mình để trong vòng cỡ này 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. 2 tiếng đồng hồ sau rồi mình sẽ bỏ các bạn tủ lạnh của mình. Và thơm nữa các bạn. Cái keo này của mình nó hơi bự nha. Còn lại chúng ta sẽ đổ nó vô luôn. Đúng các bạn, lúc mình ngâm vô nó không còn một cái nước mỡ nào mà màu trơn lên trên nó rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ dùng cái giá, mình sẽ đè nó xuống như vậy. Đè cái đè nó xuống. Thì mình sẽ đậy nắp nó lại nha các bạn. Rồi. Rồi, mình sẽ để nó trong tủ lạnh. Mình sẽ để ngoài trong vòng 2 tiếng sau mình để trong tủ lạnh nha bạn. Những cái mắm đường nó văng ra đây là mình sẽ dùng một tờ giấy và lau nó đi nha. Dùng cái khăn giấy mình lau nhẹ ngoài nha các bạn. Các bạn cứ lau đi, nhiều khi cái mắm chấm đường nó đổ ra đó các bạn. Rồi. Đó các bạn ơi. Các bạn giờ mình sẽ để ngoài trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha. Xong mình sẽ đặt vào tủ lạnh nha các bạn nha. Ngâm giấm trong vòng một đêm nè các bạn. Đó, để kìm nó đã chua rồi, mình sẽ mở nó ra nha. Mình sẽ dùng cái gắp và gắp nó ra. Này, gắp nó lên dĩa nha các bạn. Rất là thơm luôn. Tỏi cũng thơm, mùi tỏi và mùi ớt luôn bạn. Mùi giấm nha. Trời ngoài nó đông mưa nha. Nên cái dòng lớn lắm. Rồi, mình sẽ móc ra dĩa và sẽ để xuống nha các bạn. Cái thằng ớt thì cũng chua luôn á các bạn. Đây, và còn lại mình sẽ cho qua bên đây. Đây các bạn. Cái phần ớt á, cái phần ớt, phần tỏi nó cũng chua rất ngon luôn á các bạn. Rất là thơm luôn nè. Ở đây có rùi các bạn. Đó, nếu các bạn nào rảnh mình sẽ ra ngoài và mua về làm thử nha. Nếu các bạn làm mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn ơi, trời ở ngoài nó đông mưa và đã xét. Hiện tại giờ nó đã trớm mùa mưa rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ăn thử có cái độ thấm bao nhiêu và độ giòn bao nhiêu nha các bạn.
nó vừa ăn rất là ngon, nó rất thấm các bạn, vừa chua mà vừa ngọt. Cái này các bạn muốn ăn các bạn sẽ ngâm để ngoài trong vòng 2 tiếng đồng hồ để cái độ mang nó lên, nó chua một tí cho các bạn sẽ bỏ tủ lạnh, nó rất là ngon. Các bạn bỏ liền thì nó không chua, nó không có chua được lắm như là một đêm mình sẽ gỡ ra. Còn như bạn nào thích thì mình cứ để trong đó trong vòng 2 ngày mình ăn cũng được, hoặc là mình để trong một tuần lễ nha các bạn. Mà cái tỏi cũng đã chua, cái ớt cũng vừa đó bạn, nói chung nó vừa chua chua ngọt ngọt. Mình sẽ cho gần lại cho các bạn coi nè, là mấy ngoài trời mình nó đang rất giông rất mưa đó các bạn, chắc mình nói các bạn nghe cũng không rõ đó. Cái món tay heo hầm giấm của mình tới đây nó đã xong rồi bạn, nó rất là ngon, ăn nó cũng giòn, ăn nó giòn và tỏi nó vừa chua tới, ớt cũng vừa chua tới. Nếu các bạn muốn để chua hơn thì các bạn để trong vòng cỡ một tuần lễ cũng được các bạn, hoặc 3 ngày. Cái này mình ngâm đêm sáng mình sẽ ăn nha các bạn, rất là ngon nha. Mình xin chúc các bạn hãy mua về làm và thành công nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo video của mình. Các bạn nào thích nhớ mình cho mình một đăng ký, một like nha các bạn. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại.